cô gái tặng em cái gì, nói ý nghĩa của món quà coi sao, cái gì vợ? À, dây nịt hả? Dây nịt. Sao em lại tặng dây nịt vậy cưng? Thì ý nghĩa em khi em tặng sợi dây nịt cho anh ấy thì khi mà anh ấy đeo sợi dây nịt đó vô thì anh ấy sẽ tưởng tượng được đến với em, em luôn ở quanh người anh. Anh cảm nhận về em như thế nào? Em thì tướng cũng đẹp. Thấy em cũng cảm ơn anh. Cô giáo là mình thích. Dạ, em cảm ơn anh. Gia đình mình có mấy anh em ha? Mình có người em à. Nói chung cuộc đời mình nó cũng lận đận lắm, tới giờ mới tính lập gia đình. Chứ dòng họ mà bên Mỹ mình gì cũng kia, mình lo lập gia đình kia đi. Chứ mình cứ đấu tranh làm hoài cũng vậy. Có vợ, có con là một mặt mình mới phát triển lên. Mình có niềm tin mình mới làm được việc lớn. Nè, anh có gì hỏi em không? Mỗi sáng em xuống đây bằng gì? Em sáng đi xuống bằng gì hả em? Dạ em đi bằng ô tô ạ. Ô tô hả? Dạ. Em đi bằng gì? Em đi bằng đi bằng xe xe đò, xe buýt thôi mà. Ngồi cái Giang về được không? Chúc em có cho anh Giang không? Nếu như anh không ngại. À, mình Giang. Trời ơi, vậy được quá rồi. Ví dụ một tuần mình gặp em mấy lần à? Nói chung mình ở đó mình cũng gần nhau, thì mình chỉ làm công việc hành chính của nhà nước thôi thì từng bãi lần vẫn được. Thì lúc đó em dẫn em. Tại vì em rảnh buổi tối mà. Ăn lẩu, ăn gì cũng được mà, hả không? Ăn mấy cái quán lớn lớn, mấy quán đọc đồng. Em cảm nhận thế nào về anh hả em? Em thấy anh hiền. Cũng nhút nhát tựa tựa giống như em thì nhát, nhưng mà khi mà em thấy mình tỉnh lại thì cũng được được. Để nhát hơn em. Dạ, nhát hơn em. Nhưng thấy anh cũng chân thật. Vậy chừng nào mình đến nhau được, em thích con trai hay con gái hả em? Nói chung thời gian thì cũng không giải quyết được tất cả. Khi mà mình làm quen nhau thì mình tìm hiểu được nhau, không cần phải thời gian 5, 3 năm, 2, 3 năm gì hết. Cả 2, 3 tháng cũng được nếu như mà hiểu. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Dạ, em tặng cho anh cái thang thuốc bổ. Trời ơi, mới gì đây mới vô tặng rồi. Dạ. Thuốc bổ hả? Dạ bổ thận á anh. Uống bổ gì? Dạ bổ thận trắng dương. Bổ thận tăng hả? Cường sức bổ lực. Bổ thận trắng dương. Mới lên làm vô thận tôi yếu lắm mà. Rồi cảm ơn em. Rồi xin mời nhà gái. Để đây nè. Bây giờ mình giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn ha. Xin kính chào anh Quyền Linh, ban tổ chức, chị Hồng Vân và các quý khán giả, anh chị, với chào bạn gái của mình. Em tên là Tôn Đức, sinh năm 80. Em làm ở Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh. Em thì hồi đó giờ học ngành y, đi làm ngành y không à. Làm ba tiệm thuốc bắc á. Em có hai bằng, bên bằng y sĩ đa khoa với y sĩ cổ truyền. Giỏi quá nhờ. Rồi em đi làm công tiệm thuốc bắc không à. Làm lâu năm rồi. Còn em nè, mình giới thiệu về mình nào. Lời nói đầu tiên cho anh xin chào chị Hồng Vân ạ. Chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia. Và chào tất cả quý vị khán giả có trong phòng quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Giang Thị Thoa, được 20 tuổi, cách đây 18 năm ạ. 20 tuổi, 18 năm. Em sống và làm việc ở Tây Ninh, em đến từ Tây Ninh ạ. Dạ em làm giáo viên cấp 2 ạ. À, mình dạy môn gì? Dạ em dạy môn thể dục. Ồ, trời em ơi, ở Tây Ninh luôn hả? Lành dạ. Luôn. Hỏi đi, hỏi Tây Ninh chỗ nào, hỏi đi. Dạ, em ở Tây Ninh, cho mình hỏi em ở xã nào, huyện nào hả em? Dạ, em ở thành phố ạ. Thành phố Tây Ninh ạ. Gần không? Gần, gần. Anh ở đâu vậy anh? Mình ở trên xã Thái Bình đó em. À, xã Thái Bình em biết ở đó. Cô giáo nói luôn về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Em có tính tự lập cao, em thích gọn gàng, ngăn nắp. Em có thể làm được rất nhiều công việc. Điểm yếu của em là ngại tiếp xúc với người lạ, đông như vậy em hơi bị khớp, hơi mất ướt. Đó là điểm yếu của em. Bạn trai ơi, có cái thuốc nào mà chữa bệnh nhút nhát được không vợ? Cái đó mình uống mấy thuốc bổ tâm á, bổ tim á. À đúng rồi, cà khịa người khác uống thuốc gì hết em? Dạ cái cà khẻ là cái vẫn tính vui, không có uống thuốc gì hết. Vậy là bó tay rồi đúng không? Cái cà thuốc gì là mà cho nó bớt cái thần kinh mà bị tăng động á cơ. Chứ bây giờ làm mai làm mối mà tăng động quá. Mình bị tăng động quá, nói nhiều gì tùm lum á thì cũng uống mấy cái thuốc bổ tâm. Đừng cho uống tráng dương nữa. Đã tăng động uống cái bài thuốc đó trị về tim mạch thần kinh á cho nó điều chỉnh. Tặng đi tặng thuốc đi. Tặng tráng đây thì uống mấy cái thuốc nói chung là rối loạn.
kinh. Tặng cho. Ok, thôi, em tặng chị đâu cũng. Dạ. Tặng cho cô Vân là thuốc khác. Cả dạ thuốc đẹp. Này là thuốc bổ khí huyết phụ nữ cho đó, đẹp phụ nữ. Đó phải như vậy. Mình cũng nói cho bạn thấy cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi để cho bạn cảm nhận. Dạ điểm mạnh của mình thì mình kinh doanh cũng được mà mình yếu mình không có dám làm gì lớn hết, nhút nhát. Dù... Nhưng mà cái thuốc này là do em kinh doanh ở nhà hay như thế nào? Dạ cái này em không có kinh doanh ở nhà, em đi hốt ra, nhà em không có hốt thuốc, nhà em thì bán ra tiền. Còn thuốc thì em đi làm mướn ra hồi đó giờ đi làm mướn. Tức em bán giùm cho người ta đúng không? Dạ. Tức là bán thuốc cho người ta. Em thì muốn có vợ, nó muốn chủ yếu là muốn lập gia đình, có con cái là mình có thể có mình mới mạnh dạn mình dám làm cái này kia. Nếu vợ có ngành y giỏi nữa là mình cũng như hợp tác mình phát triển luôn. Điểm yếu là hơi nhút nhát với em dở dở anh Văn di tính nè, em không có bằng, em không giỏi, em không biết nữa. Không hỏi anh Văn hả? Dạ anh Văn di tính, hồi đó anh Văn thì em cũng học biết. Dạ mà giờ sao em không biết nữa. Điểm mạnh của em là em không có bị người ta rủ rê và tệ nạn xã hội gì, em không có rủ, không có bị. Thí dụ người ta mướn em giết con chó thì em không bao giờ. Không bao giờ giết đúng không? Em là người cũng như em có đạo Phật, em tu, em mà đi lỡ đạp con ốc gì cái em cũng hao đau lòng. Em thì muốn nghiên cứu những cái thuốc tàn là chế cho thiệt hay Em chế nhà thuốc hay lắm, sao mà em cải tiến là thuốc hay lắm. Okay, em có thuốc vừa trị bổ thận nè, bệnh mộng tinh trị không hết em trị được. Cô đang đi tìm người bạn gái hay đang đi giới thiệu thuốc vậy? Từ bây giờ mình thấy giới thiệu thuốc không nhức mỏi luôn với đổ mồ hôi tay chân luôn. Đây chị đang bị đau gai cuộc sống. Đâu không chị, hai người lo chị phải cần men đi rồi thôi gái tao bên đây. Em còn cái thuốc nào mà yếu sinh lý em giới thiệu chị Vân luôn đi. Đó là phải giới thiệu cho ông. Mắc cười quá thôi, cái đó là nói chuyện riêng với anh Linh nghe. Ngồi giới thiệu thì thuốc hoài. Rồi bây giờ mình sẽ nói về vấn đề, nếu vậy thì em đã có người yêu chưa? Em là chưa có người yêu cô ạ. Năm nay là mình nhiêu tuổi ta? Lớn tuổi lắm mà, 40, 41. Bạn bên đây 38 nè. Chưa có mối tình nào luôn hả? Dạ. Còn em sao nè? Dạ, đó, em có mối tình nào chưa? Em đã trải qua được 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là mối tình thời sinh viên ạ. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây 3 năm. Mà mối tình đó của em lâu không? Dạ em đang được 3 năm ạ. Nhưng mà em nghe cái bạn trai bên đây tâm sự như vậy thì em có cảm nhận gì về cái người đàn ông ngồi bên kia rào? Em cảm nhận thì chắc bạn đó cũng nhút nhát giống em, cũng chân thật. Nói chung bên đây hiền, nó chưa có người yêu luôn á. Chưa có người yêu luôn. Hồi đó giờ em có nắm tay bạn gái không? Hồi đó em chưa có nắm tay. Em hồi đó năm đầu tiên em mới học, có cái cô đó cũng đẹp lắm, cổ vô động làm quen với em, cổ xin số điện thoại gì tùm lum á. Cổ tên Nguyễn Thị Lụa, cổ tốt nghiệp rồi, cổ nói bạn lại giỏi không à. Và cuối cùng em mất cái điện thoại, cái em không có liên lạc được. Trời ơi, mất số điện thoại, trời ơi. Cổ xin số chưa nắm tay con gái luôn. Chưa, tính định rủ cổ rủ đâu uống này kia, chưa có gì hết à. Ví dụ nói chung mình có cảm giác chứ mà tại mình nhát quá, hoàn cảnh gia đình mình nói chung lận đận lắm. Ví dụ như có cô gái nó tự nhiên nó mời anh đi khách sạn, anh em dám đi không? Mình phải tìm hiểu người ta mới đi chứ. Chưa tự nhiên đi. Tìm hiểu là nhanh hay chậm? Thì nhanh, nhanh. Tìm hiểu nhanh á. Vậy được. Đúng cái thôi. Tìm mình hiểu không, nhanh là được. Dạ thôi. Mình không phải PD đâu anh. Tại người ta nói mình chắc giới tính nữ gì chứ mình không. Có ai nói em vậy không? Có, hồi đó có một số người ta hỏi mình phải PD không, sao mình không có vợ. Cái mình nói mình nam, mình thích phụ nữ lắm. Đúng rồi, người ta thích nữ. Ha. Dạ. Em thấy hai cô gái ngồi kia đẹp thì sao? Đẹp thì mình cũng ngắm nhìn người ta. Thái thích không? Thích chứ mình có quyền yêu bằng mắt, mình không có dám động người ta được. Bây giờ em có dám nhìn hai cô gái đẹp kia không? Cũng nhìn. Có liếc phải không? Dạ, liếc. Chỉ là được, có liếc. Mình thích cái đẹp lắm, người nào đẹp mình cũng thích á. Có chàng trai đẹp thích không? Dạ không. Em ước ao một người con gái như thế nào nè? Thì cũng người đẹp, dễ nhìn, thương yêu gia đình, chung thủy. Phụ nữ biết làm ăn gì nữa, mình có thể đầu tư tiền cho làm ăn. Trời ơi, ngon luôn. Nữ muốn mở tiệm thuốc bắc, thuốc tây gì mình có thể đầu tư. Trời ơi, ngon luôn. Tại em làm dành dụm cũng được, cũng hơi bộn bộn. Khá rồi hả, bộn hả? Trời ơi, dành không có khá lắm, tối người ta nghèo lắm. Khoảng mình không có nhiều gì đâu, cũng dùng nhà mình có khoảng 10 mấy cây, ví dụ 11 cây, ví dụ khoảng. Quan trọng có nhiều cây. Mà nói chung cuộc sống mình lại tiết kiệm dành dụm chứ không phải là mình. Mà nhà mình làm mặt tiền hay là trong hẻm nè? Nhà mình tại trong hẻm. Anh có nhà mặt tiền, qua nhà anh mở tiệm thuốc luôn, anh bao hết luôn. Miễn sao em bốc thuốc thôi được rồi. Dạ, em bốc được, đứng tiệm thuốc bắc được, thuốc bò, thuốc ớt. Em bốc được hết đúng không? Chế được, em chế được hết luôn. Bốc thuốc miễn phí luôn nha, được không? Cũng
được mà thuốc bắc nó mắc tiền, thuốc nam thì em không biết nhiều á. Em làm toàn là thuốc bắc không à. Chuyện là anh đi dân lo. Dạ, thuốc nam em không biết nhiều. Thuốc bắc thì em biết nhiều, em dùng thuốc bắc không à. Thì em tưởng tượng cái bạn bên đây có đẹp giống như em suy nghĩ không? Vừa phải cũng được rồi, em không quan trọng quá, em quan trọng là sinh con đẻ cái là được rồi. Để nấu giỏi với thừa kế sự nghiệp thôi. À, để thừa kế sự nghiệp. Tài sản là được thôi. Với nhà em đơn câu quá à, nữa, không có ai kế tài sản hết là tài sản nhiều nữa. Nhưng khi không mà, ai kế thừa hết à. Con em thừa hưởng cái gì của em? Dù thừa hưởng những cái bài thuốc bí truyền. Cái thuốc gì mà là bí truyền của gia đình em, trị cái bệnh gì? Dạ, giờ thuốc em là thuốc bao tử nè. Bao tử, xoan trị rất nhiều người cần luôn. Truyền bí quyết cho anh đi, anh làm miễn phí hết luôn. Với thuốc bổ thận á, bổ thận uống cho nó đen tóc chứ đừng. Người bệnh mộng tinh trị không được, em trị được. Em trị được bệnh mộng tinh. Sau đây chị phải lấy số điện thoại của em. Rất nhiều người cần cái bài thuốc của em nha em nha. Hỏi gia đình cái đi, rồi đúng xong rồi là mình mở rào nha. Để đúng cho các bạn gặp nhau. Em đi với hai vậy bé? Dạ, em đi với hai đứa em họ, em với lại ship phó của em và tất cả các bạn trên cơ quan em ạ. Lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Em chào anh rể. Đó, chịu rồi đó, chịu rồi đó. Dài. Em thấy anh thì rất là hiền, chân thật. Với lại thời gian gặp nhau ở đây thì cũng rất là ngắn. Không thể tìm hiểu hay là hết một người được, nên em hy vọng là anh chị cho nhau cơ hội bấm nút để tìm hiểu và đi tới hôn nhân. Rồi, cảm ơn em. Em đi với ai em trai? Dạ, em tính đi em gái. Sáng ba ở nhà nó coi ba, nó không đi được. Rồi, tại nhà em đơn chiếc quá. Để anh lo cho. Đại diện đàn trai, chào đàn gái. Đàn trai tôi là ngon lành luôn, còn duyên 100%. Không phải là con gái. Chưa chắc anh. Mà tư tưởng thì mình thích, mình biết mình nam nữ chứ mình thích phụ nữ chứ mình đâu có thích nam đâu. Yêu phụ nữ lắm chứ mà, tại vì mình nhát. Em thì em hơi nhát vậy thôi, em thì em cũng men lắm chứ em cũng không phải thì mị đâu. Hai em gặp nhau hai em sẽ cảm nhận điều đó. Nhưng mà anh đại diện đàn trai, anh có thể nói đàn trai xác nhận 100% là đàn ông. Anh có nghề thuốc, cái này tôi cũng muốn học nè để cứu nhân độ thế. Dạ. Có dạy cho anh không? Thuốc thì gia truyền, không biết có truyền không. Thì tiền anh trả nè. Dạ, thì cái nữa thì em truyền sao? Thôi vậy là mai mốt có truyền cho em trước đi rồi hỏi tới con, chứ chưa truyền cho em thì sao truyền cho con được. Dạ, truyền cho vợ con, đúng rồi. Dạ. Đó, thì mở rào. Bắt đầu. Tặng quà nè, đứng lên tặng quà nhau nè. Đứng lên tặng nhận quà. Tặng cho mình hả? À, cảm ơn em nhiều, cảm ơn em thôi. Quà mình đâu? Quà mình đâu đây hả? Trời đất ơi. Nói chuyện quên. Tặng em thuốc bổ huyết, thuốc bao tử nè. Dạ, em cảm ơn anh hay à. Lắm nè. Dạ, 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 em cảm ơn. Xong này cải cách cũng hay lắm. Cảm dạ, cúm dạ. Luôn đi, trúng mưa, trúng nắng cũng không cảm cúm. Dạ, dạ. Hồi đó bắt vợ chứ. Có bệnh gì không? Dạ, chứ không có đâu. Thằng em cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ. Ủa sao bên đó em mở ra coi cô gái tặng em cái gì? Nói ý nghĩa của món quà coi làm sao, cái gì vợ? À, dây nịt. Hả? Dây nịt. Sao em lại tặng dây nịt vậy cưng? Thì ý nghĩa em khi em tặng sợi dây nịt cho anh ấy thì khi mà anh ấy đeo sợi dây nịt đó vô thì anh ấy sẽ tưởng tượng được đến với em luôn ở quanh người anh. Anh cảm nhận về em như thế nào? Em thì tướng cũng đẹp. Thấy em cũng cảm ơn anh. Cô giáo là mình thích. Dạ, em cảm ơn anh. Gia đình mình có mấy anh em ha? Mình có người em à. Nói chung cuộc đời mình nó cũng lận đận lắm, tới giờ mới tính lập gia đình. Chứ dòng họ mà bên Mỹ mình gì cũng kia, mình lo lập gia đình kia đi. Chứ mình cứ đấu tranh làm hoài cũng vậy. Có vợ, có con là một mặt mình mới phát triển lên. Mình có niềm tin mình mới làm được việc lớn. Nè, anh có gì hỏi em không? Hỏi sáng em xuống đây bằng gì? Em sáng đi xuống bằng gì hả em? Dạ, em đi bằng ô tô ạ. Ô tô hả? Dạ. Em đi bằng gì? Em đi bằng đi bằng xe đò, xe buýt thôi mà. Ngồi cái gian gì được không? Chúc em có cho anh Giang không? Nếu như anh không ngại. À, mình Giang luôn. Trời ơi, vậy được quá rồi. Ví dụ một tuần mình gặp em mấy lần à? Nói chung mình ở đó mình cũng gần nhau, thì mình chỉ làm công việc hành chính của nhà nước thôi thì từng bảy lần vẫn được. Thì lúc đó em dẫn em. Tại vì em rảnh buổi tối mà. Ăn lẩu, ăn gì cũng được mà, hả không? Ăn mấy cái quán lớn lớn, mấy quán đồng đồng. Em cảm nhận thế nào về anh hả em?
Em thấy anh hiền, cũng nhút nhát tựa tựa giống như em. Em thì nhát, nhưng mà khi mà em thấy mình tỉnh lại thì cũng được được. Để nhát hơn em. Dạ, nhát hơn em. Nhưng thấy anh cũng chân thật. Vậy chừng nào mình đến nhau được, em thích con trai hay con gái hả em? Nói chung thời gian thì cũng không giải quyết được tất cả. Khi mà mình làm quen nhau thì mình tìm hiểu được nhau, không cần phải thời gian 5, 3 năm, 2, 3 năm gì hết. Cả 2, 3 tháng cũng được nếu như mà hiểu nhau. Em thích còn trai sinh hay con gái? Thì em dĩ nhiên là em cũng thích hai đứa rồi. Một trai, một gái thì ai cũng thích như vậy. Nhưng mà con nào cũng là con. Được không? Con nói được rồi. Cổ nói còn em có được hay không? Hứa dạ đi. Em, mình được, em được á anh Linh. Sao không biết chịu được? Mà xin muốn xin nhiều em cũng chịu, ba bốn đứa cũng được. Tại vì em đi làm nhà nước thì chắc là không xin nhiều được rồi, chỉ hai đứa thôi. Dạ, đúng rồi. Vậy gì đẻ liền được không? Dạ chịu liền, em khoái có con lắm. À, thích trai hay gái? Dạ trai gái gì cũng được, em thích dài với con gái nữa cho nó đi Mỹ. Trời ơi, con lạnh con đi Mỹ luôn. Có con gái là dòng họ em sẽ cho đi Mỹ hết. À, tại vì gia đình bạn này ở bển hết gia rồi. Gia đình em dòng họ bên Mỹ không à? Mỹ nhiều lắm. Còn trai cho nó đi đâu? Con trai cho nó học bác sĩ. Rồi bây giờ là tiến tới không? Cô gái. Được. Em tiến tới, nắm tay cô gái coi, tiến tới. Hát bài nào tặng cô gái hát coi. Bài tỏ tình tiến coi. Tiến tới, nắm tay. Trời ơi, cô giáo thể dục phọt đẹp quá. Cô nắm tay gái lần nào đó. Bắt tay trước coi. Thì bắt tay, ta nắm tay chứ, bắt nắm hai tay vô. Yeah. Rồi nhìn nhau đi. Hát bài tặng tay ảnh lạnh quá anh ơi. Chưa nắm tay con gái lần nào đó em. Anh lấy mình tỉnh lên hát đi. Mình hát ha. Mình hát ha. Mình xin hát bài Ai cho tôi tình yêu đi. Dạ. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng. Tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Xong. Xong. Đứng y nguyên, nắm tay y nguyên. Trời, lâu lâu mới nắm được lần. Mấy chục năm mới nắm tay đó. 40 năm đó mới nắm tay con gái đó. Ừ. Em cảm nhận thế nào em? Cũng thích mà cũng hồi hộp. Thích hả? Dạ. Thích nhiều không? Thích nhiều. Thích nhiều không? Nhiều hả? Cái tay đó nắm thấy sao? Thấy tay em ấm áp. Ôm cái thôi. Dạ, ôm cái. Ôm chặt vô để nguyên. Trời, trời ôm để nguyên. Chưa? Để y nguyên luôn. Để y nguyên đó. Đưa dựa đầu vô thế tôi chụp tấm hình. Dựa vô. Dựa im luôn nha. Để im nguyên. Để im nguyên luôn. Chụp cái hình coi. Trời ơi, nhắm mắt luôn nè, thấy chưa? Trời ơi, không biết coi. Vô, vô, vô rồi. Để tay nút bấm đi em. Rồi, đếm luôn. 1, 2, 3. Rồi. Vô. Yeah. Cặp này nôn lắm rồi. Rồi ôm luôn, được luôn rồi đó. Bắt đầu hẹn hò luôn rồi. Vậy em cho mình số điện thoại luôn ha. Dạ. Cho anh số điện thoại luôn ha. Đương nhiên là phải cho rồi. Cho nhiên rồi. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan, tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Giữ lấy tất cả món quà này. Cưng quá. Tội nghiệp quá, thấy thương quá.
Không lẽ tôi đi theo tôi hỗ trợ á? Hỗ trợ tình yêu của cặp này. Mình nghĩ rằng hạnh phúc sẽ đến với họ ha.